bà con mến mộ, mến mộ anh Trung nào? Ừ, anh vậy, vậy nhà mình đi đi chung, đi chung. Anh đang chung. Anh đang đã. Được mà. Chơi gì kỳ quá. Chạy nè. 1 2 3, 1 2 3. Rồi chở đi vòng nghe. Ôm hết đàng hoàng. Đó, trời ơi, được nè. Nhậu nhậu. Bảy bảy bẻ té giống như té không cái lỗi nhắn quá vậy. Té. Chào con. Đây ok, nói với chúng đây là cái thiệp gì ở đây là cũng đi hát ở đây nhà lòng chẳng quên nữa. Xin chào tất cả quý vị ở đây là tối nay là ngủ tại Thống Nốt mà ban đêm nữa ngủ quay cho quý vị xem khung cảnh ban đêm của Thống Nốt, chợ Thống Nốt. Mà con nghe nói hồi xưa ở đây là chợ Thống Nốt, đây nhà Liên Hóa, đây là cậu diễn ở đây rất là nhiều. Giờ giờ cậu về có ôm là kỷ niệm của chợ Thống Nốt mà nữa không? Đúng rồi, để sáng mai đó là Bảo Trung sẽ tới ngay cái chỗ, những cái chỗ mà kỷ niệm của Bảo Trung. Tại hồi xưa đó là lúc còn chưa có tên tuổi, đi đoàn cái lương thì hát ở đây nhiều lắm. Bảo Trung cũng hát ở đây thật nhiều. Thành thử bây giờ đó là về đây nhớ lại, chứ mà về đây lạ quá, giờ không biết cái chỗ mình hát ở đâu. Ở đó ở đây có cái rạp, không biết cái rạp bây giờ nằm đâu. Rạp con nghe nói là cái rạp bây giờ là nó dời đi qua bên cầu á cậu. Cái rạp Thống Nốt bây giờ hồi xưa là nằm đâu vậy chị? Út vô đây đi Út. Dạ hả? Trời đất ơi, khỏe không? Khỏe. Nắm tay nhà giàu đấy nữa. Nắm nhà giàu đó, lấy hên chị á. đi làm phóng sự chị. Dạ. Để cho coi cái Thống Nốt về đêm cho bà con xem. Rất đẹp. Dạ. Quay đã. Dạ. Cái đạp Thống Nốt cũ của mình ở đâu đây, bên đây nè. Bên bển nè, bên đầu cầu á. Em nhớ bên đây mà. Bên bển. Bên bển đạp nó cũ lâu lắm rồi đó. Cũ là Quang Minh đây nè. Quang Minh. Đâu? Quang Minh đâu? Bây giờ ta bán vô vậy phố. Vậy hả? Dạ. Cái thành đó em nhìn không ra, hồi xưa là em Thống Nốt mới đó. Hôm nay chung vô nhà chị mày đi chung vô cho đông lắm luôn. Vậy hả? Trời đất ơi. Thôi em đi quay chút xíu cho bà con xem. Không có đâu, có đâu chị bây giờ á. Em là em trai của chị mà đâu có dám đâu. Dạ chị. Này xem nhà mình đó con. Dạ, có gì sáng mai em lại đi chơi. Cái sạp mình tên gì? Tâm Phúc. Cái sạp Tâm Phúc. Chia buôn bán quần áo nam nữa, có nữ có. Chúc cô mua mai bán đắt nha. Dạ. Em đi nha, ok chị. Ok. Chào nha. Ok. Hai cái sạp lớn quá chừng luôn. Cái áo này mình mặc vừa không? Bây giờ đi xuống bờ kè. Hồi xưa đó là không có cái bờ kè. Dạ. Con cảm ơn cô. Bây giờ lại có cái bờ kè mà đẹp kinh khủng. Tối đèn đuốc rồi lên đẹp lắm. Thành thử ra xuống bờ kè chơi cho biết. Bao nhiêu lâu rồi anh mới trả lời đây? Nhiều không có chứ khoảng mười mấy năm à. Mười mấy năm. Mới xuống mà có fan hâm mộ nhí với heo nữa. Dạ. Ok, thì cảm ơn. Đi vòng cái hả? Vòng xuống bờ kè coi đẹp không? Nghe nói tối bờ kè đẹp lắm hả? Xin chào, dạ. Chào, ok. Bán gì vậy chị? Dạ, con chán mới đang nướng, Ê, có chừng té. Dạ. Dạ, ok. Ôi, bờ kè bên kia mới đẹp kìa. Bên kia đẹp quá, bên kia là cái gì, quán cà phê, quán nhậu gì á. Nhậu. Ôi, chúc mừng năm mới kìa, chúc mừng năm mới. Tại vì vô hai anh em quá chứ anh em hả? Ôi, bà kè vui quá không? Dạ. Tối người ta ngủ nước này quá vui ha. Chào. Xin chào. Xin chào. Đẹp quá kìa, chúc mừng năm mới kìa. Năm tài chậm đi. Rồi. Rồi, ok dạ. Bên đó là những cái quán ở ven sông rất là đẹp. Bên kia là những cái quán nhậu có nè, cà phê có nè. Dạ. Mà bên sông đèn đuốc là đẹp không? Cái cầu đó đẹp không? Quá đẹp. Hồi đó là không có cái bờ kè này. Bây giờ là lâu lắm rồi. Trở về đây thấy có cái bờ kè này mà người ta ngồi. Ta ngồi ăn uống rồi cái bờ kè này thấy thật là vui. Dạ, mấy chục năm rồi. Khoảng mười mấy năm. Hồi xưa là
về mười mấy chục năm là hát cái rạp Quang Minh nhiều ngoài này nè. Rồi bây giờ đó là giờ qua bên kia, giờ bên đầu cầu bển. Giờ mình ra chỗ cũ không, chỗ anh Diễn thăm là chỗ cũ không? Không có được, tại vì giờ người ta cất nhà hết rồi. Dạ, giờ cất. Cất nhà hết rồi, thật là không còn cái rạp hát nữa. Thúc lúc này là có một cái kỷ niệm đặc biệt ghê lắm luôn. Dạ. Ngày xưa lúc cậu còn đi đoàn cải lương mà chưa có tên tuổi, thành thử ra đó là ngủ rạp không à, ngủ trong rạp thông nốt á. Dạ. À, rồi cái ngủ quên, nằm trên lầu ngủ á, nằm trên lầu mà ghế, nằm trên ghế hàng ghế ngủ. Rồi, thì xưa cực kỳ hay đó. À, thì đoàn dọn đi, mình không ai. Tới chừng cái ngồi dậy cái không biết đoàn đi đâu mà lúc nó nghèo mà đâu có tiền đâu đi xe kiếm đâu. Là không biết đoàn ở đâu mà đâu quá, hồi xưa đâu có điện thoại gì đâu. Rồi cái bắt đầu cái lang thang vòng đó. Hên đất hên là gặp một cái anh xe lâu gì đó, đây có xe lâu rồi. Hồi xưa có xe lâu, đây xe lâu nhiều. Xe lâu nhiều. Mới là nó mà hỏi thăm thì nói nghe nói đoàn dọn đi đâu đó mà mình không có đi làm sao mình biết được. Mà không có tiền để đi nữa. Rồi gặp một hên có gặp một cái đoàn khác mà anh quản lý của một cái đoàn khác là họ đi chợ ở ngoài này nè, mới gặp cái nhìn ra mình cái nói cũng gian nan dữ hả con. Lúc đó còn tên là Phương Lâm. Dạ. Cái hát Phương Lâm rồi cái người ta nó đi mới đưa về cho mình coi về đoàn của họ ổng, bắt đầu bỏ đoàn đó rồi đi đoàn khác. Vậy là có trên 30 năm rồi đó. Không, 30 năm sao được, bốn mấy năm à. Hồi năm 1976 mà. Ở đây cái cầu này mà cũng mới bắt hình như mới nè. Mới cầu này mới bắt xuống dưới bến phà chợ nè. Xuống đây rồi, đây là cái đình di tích lịch sử hồi xưa tới giờ rồi. Vậy hả? Đâu? Đây là trước mặt mình nè, cái đó đường xa kìa. Rồi xa cái. Đây đó là bản cái đình di tích lịch sử, cái đình này là hồi xưa tới giờ rồi. Mà hồi xưa nó nghe kể lại á là cứ thời đó là xưa chiến tranh đó mà cứ ném bom ở đâu mà cũng không bao giờ trúng được ở đây á. Hay quá. Nghe kể lại vậy. Xưa còn cũng kỷ niệm nhiều lắm hả, hôm đó này là giờ không nhớ được gì hết, về chợ rồi về luôn cái nhạc hát hồi xưa. Ở đây là quê hương con mà phải không? Dạ. Hồi xưa lúc mà đoàn về cậu là cứ cắm mấy cái tà trụ tầm dông xuống á, cái bắt đầu cái là kéo mây bồ, cái sau này cái được cái bạc mà xanh xanh đó. Dạ. Kéo. Kì cái bạc thứ đó là. Dạ, dạ đúng rồi, giờ là cái bạc thứ đó. Hồi đó còn theo nhà khổ cái chạy đâu cái là cặp cái chẹt vô cái là đưa lên là như vậy kéo mà thời cái lương hồi đó nhà cửa đâu có khang trang vậy đâu hả anh Trung? Đâu có đâu, đâu có. Tại vì lúc đó sau năm 75 thì nhà cửa dưới này là bình thường thôi, bây giờ mới là quá lớn hồi đó đâu được ra tới đây đâu, nhà cửa người ta không à. Ở đây là đình đánh không cân sức với bọn thực dân Pháp tại xã Tân Lộc Đông, nay là phường Tân Lộc, đội cảm tử quân quận Thốt Nốt đã xa vào tay giặc. Bọn thực dân Pháp và tay sai đã sát hại trên 20 đồng chí cảm tử quân nơi này. Trời ơi, cán bộ và nhân dân quận Thốt Nốt đời đời nhớ ơn sự hy sinh của các lịch sử của Phật. Cây đà lớn hơn, sau này có cái đình, ở đây có cái đình rất là lớn. Không cái đình ở sau này là đình lớn. À dạ. Có đình rất là lớn. Ra vòng đi một chút đi. Ôi, ngã ba sông nè. Ba sông. Quá sông đẹp quá. Ôi cái này là ngã mấy được chứ không phải là ngã ba đâu. Dạ này lớn. Lớn quá. Sông lớn. Hồi xưa là Y Chung lậu từ đây qua bên đó được á. Hồi đó hát bên đây lậu bánh ăn cơm quá. Nó bị chết hỏi cái đuôi mấy lần, cú cấp mấy lần. Có cái thằng xạo, mừng đá mừng sưng nha. Cái cầu này rất là đẹp quá. Tại vì miền Tây mình giờ cầu nhiều lắm. Là không còn phà, không còn đò nữa. Để tức là kinh tế nó đi lên mới được. Giờ kinh tế là số 1. Thành thử ra thông thương hết trơn. Sắp tới đây sẽ có những cái freeway, tức là những cái con đường cái bằng cao tốc á. Thì đi còn dữ nữa mà không biết đó là hợp lâu hay không thôi. Không, bây giờ mở đường hồi xưa mình đi á là cái tuyến đường phụ mở ra rộng quá trời luôn á. Giờ đang mở đường ra hẳn cái cao tốc rồi luôn. Giờ mình đi dài quá mình lấy ra hả con? Giờ nhìn thấy đổi mới đi nữa chưa ăn hả?
Ăn gì nữa, ăn hoài á? Mới ăn nay ăn hoài vậy? Được mà. Chơi gì kỳ quá. Chạy nè. 1, 2, 3. Rồi chở đi vòng nha. Ôm ngồi hết đàng hoàng. Đó, trời ơi, được nè. Nhậu bên trước coi. Bảy bảy bảy, té xuống vô, té không cái nổi. Nhắn quá vậy. Té. Nhỏ. Ok con. Thấy chừng té nha con. Ok. Bye bye với con nha. Bye bye nha. Ok. Bye bye nha. Ok. Bà con ở đây cũng mến mộ anh Trung ha. Còn thương. Bà con mến mộ mà mến mộ anh Trung nào? Giờ mình đi chung. Đi chung. Anh đang chung. Anh đang đạp. Phải ăn. Anh đạp á. Anh đạp. Ăn hoài luôn. Mới ăn này kia. Con gà đó anh. Ừ. Còn chút chạy dữ rồi ta. Em ảnh vậy ta. Đẹp quá. Ta nói tháng 7 mà khách cũng đông quá trời kìa. Tháng 7 vậy cậu. Đông quá trời đông luôn mà. Đông mà. Để ai ăn chay, ăn mặn ăn. Hồi xưa ở đây vui lắm cậu, ở đây là cứ xuồng á, xuồng với ghe đậu kín hết, đậu từ đây dài hết không còn chỗ nào hết. Đậu xuồng với ghe không, đậu kín hết trơn luôn. Giờ hiện đây quá. Và trên đây là xe lôi chở bà con á. Hồi xưa xe máy thì còn khó khăn, rất là đông. Lâu lắm rồi Bảo Chung không có về Thốt Nốt hát. Thành thử ra bữa nay về thấy quá lạ luôn. Sáng nay Bảo Chung sẽ lại chở Thốt Nốt quay cho bà con xem nha. Bye bye.